Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta hãy cùng đến với cái tựa game là Golden Knight, thiên đường giả lập của nhà phát hành VTC Mobile nhé bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nạp nhanh chóng, an toàn, chi tiết và hiệu quả nhất đối với cái tựa game này. Hiện tại thì tựa game này sẽ có hai thức nạp. Hình thức nạp thứ nhất là nạp trực tiếp ở trong cái tựa game này thông qua cái thông qua GoPlay và App Store. Hình thức nạp thứ hai là nạp thông qua website chính thức của nhà phát hành VTC Mobile nhé bạn. Thì mỗi hình thức nạp sẽ có những cái ưu điểm và khuyết điểm khác nhau. Thì đối với hình thức nạp thứ nhất là nạp trực tiếp ở trong cái tựa game này thông qua cái cổng thanh toán của Google Play và App Store, thì nó sẽ có một số ưu điểm và khuyết điểm như sau. Thứ nhất là về phần ưu điểm thì cách nạp này cực kỳ dễ dàng, các bạn có thể nạp trực tiếp ở trong game mà không cần phải hấp game ra vào web như cách thứ hai. Nhưng mà và các bạn có thể nạp bằng tài khoản chính của sim điện thoại bạn vẫn được nhé bạn. Nhưng mà nó sẽ có một số khuyết điểm là nó sẽ bị tính thuế rất là cao và không nhận thêm phần trăm ưu đãi từ nhà phát hành nha các bạn. Thứ hai là nạp không qua website chính thức của nhà phát hành VTC Mobile. Thì đối với hình thức nạp này nó sẽ có một số ưu điểm và khuyết điểm như sau. Thứ nhất là về phần ưu điểm thì cách nạp này sẽ không bị tính thuế và các bạn sẽ nhận thêm phần trăm ưu đãi từ nhà phát hành. Nhưng mà song song đó thì nó sẽ có một số khuyết điểm, như là nếu như bạn nào mới nạp lần đầu sẽ cực kỳ khó khăn vì nó phải vào web nha các bạn. Nhưng mà nếu như bạn nào nạp rồi thì rất là dễ dàng thôi các bạn. Và các bạn sẽ không thể nạp bằng tài khoản chính của sim điện thoại của bạn được nếu như nó không hỗ trợ. Còn về phần quà nạp đầu thì cả hai thức nạp đều sẽ nhận được phần quà nạp đầu là như nhau nha các bạn. Các bạn chỉ cần nạp một cọc là sẽ nhận được những phần quà nạp đầu này. Thì ngày 1 các bạn sẽ nhận được là cái con này nè bạn, con SSG Sengui nha bạn. Ngày 2 bạn nhận được hợp đồng số lượng 10. Ngày 3 là 888 kim cương. Thì đối với các bạn nạp mà một ngọc, chỉ một ngọc các bạn tương đương với 1.000 các bạn. Thì cái này bạn nhưng mà gói thấp nhất là như là hai mấy ngàn đó, nên bạn phải nạp hai mấy ngàn. Sau đó thì các bạn nếu như bạn có điều kiện hơn thì bạn có thể nạp đầu gói 30 ngọc tương đương với 30.000 các bạn. Cũng hơn ba. Không, mình chưa tính khuyến mãi nha các bạn. Thì cũng hơn bởi hơn cũng được 30.000, 28.000 gần 30. Thì ngày đầu thì bạn sẽ nhận được là con Guido phẩm chất SG nha các bạn. Ngày 2 thì bạn nhận được con Gima phẩm chất cũng SG luôn. Ngày 3 thì nhận được 1288 tương cương. Và đặc biệt nếu như bạn có thêm điều kiện kinh tế á, điều kiện kinh tế bạn cho phép, thì các bạn có thể nạp đầu gói 98 ngọc là khoảng gần 100.000 các bạn. Thì khi bạn đăng nhập 3 ngày thì ngày đầu thì bạn sẽ nhận được là con Shizuka phẩm chất SG này. Ngày 2 thì bạn nhận được mảnh xương hỏa lượng 60 tương đương với một khẩu súng xương hỏa các bạn. Ngày 3 thì bạn nhận được 1888 kim cương. Thì cái đăng nhập 3 ngày đăng nhập này không cần đăng nhập liên tiếp nha bạn. Bạn đăng nhập ngày nghỉ ngày vẫn sẽ nhận được, tại vì nó không yêu cầu. Ok, thì đó là những cái phần quà. Hai thức nạp đều sẽ nạp giống y như nhau các bạn. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn thức nạp đầu tiên là nạp trực tiếp ở trong cái tựa game này trước nha bạn. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nạp thông qua website chính thức của nhà phát hành. Thì để nạp trực tiếp cho game này các bạn có thể nhấn vào dấu cộng hoặc là nhấn vào nạp ngọc ở đây cũng được nha bạn. Đây bạn nhấn vào nạp ngọc thì nó sẽ ra đây. Nhưng mà hoặc là các bạn nhấn vào dấu cộng nó cũng sẽ ra trên web đó bạn. Các bạn nhấn vào dấu cộng, nhấn vào đến nạp, tiến hành chọn gói các bạn. Các bạn nhớ hình như hồi nãy là cái nạp gọc đây là nó chỉ trên web nha bạn. Chúng mình hướng dẫn sao, còn giờ mình hướng dẫn bạn nạp trong game. Đó là bạn nhấn vào dấu cộng với bạn, nhấn vào đến nạp đi, thường thường là vậy thôi. Đó thì bạn tiến hành chọn cho mình cái gói nạp. Nạp này hơi mắc các bạn. Mình cứ nghĩ là 1 ngọc 1.000, 20 ngọc, 30 ngọc 3.000, không ngờ 25.000 hoặc có 6 ngọc còn, nó chưa tính thế nữa. Thì sẽ có 7 thức nạp,
Hình thức nào thứ nhất là nạp trực tiếp ở trong cái tổ dân này thông qua cái cổng thanh toán của Google Store. Nếu như bạn xài những cái sim như là Viettel, MobiFone, Vinaphone, Vietnam Mobile mà bạn liên kết với Google Store rồi á, thì bạn có thể nạp nha bạn. Thứ hai là nạp bằng thẻ tín dụng, thẻ dư nợ thì bạn cũng tiến hành liên kết thẻ Visa, Mastercard, JCB, nhân dân để tiến hành nạp nha bạn, liên kết với Google và App Store tiến hành nạp. Kế tiếp là thanh toán bằng ví điện tử ShopeePay, kế tiếp là thanh toán bằng ví điện tử Momo, nữa là thanh toán ví điện tử ZaloPay. Thì ba cái ví điện tử ShopeePay, Momo, ZaloPay thì bạn cũng tiến hành liên kết với Google hoặc Store và tiến hành nạp. Khi nạp nó sẽ chuyển về cái ứng dụng đó nha bạn. Kế tiếp nữa là sử dụng số dư, nếu như bạn có, cuối cùng là đổi mã như bạn có. Nhưng mà phía bạn là không nên nạp thức này, vì nạp thức này nó sẽ bị thuế rất là cao và không nhận thêm phần trăm đãi từ nhà phát hành. Bạn phía bạn là nên nạp thông qua website chính thức của nhà phát hành là ascom.vn, hoặc là bạn nhấn vào nạp ngọc như mình hồi nãy đó, nó cũng chuyển tới website bạn. Thì nó sẽ, hoặc là bạn có thể vào web vào ascom.vn nha bạn, thì nó cũng ra vậy á. Sau đó thì bạn tiến hành đăng nhập, bạn nào đăng nhập rồi thì nó sẽ ra như thế này. Các bạn nhấn vào phần nạp game, chọn rồi hiện nay đi bạn, nhấn vào nạp game, nạp game rồi hiện nay trên đường nhớ lọc đó, thì bạn tiến hành chọn phương thức nạp. Tổng cộng là có 6 phương thức nạp. Thứ nhất là thẻ cào, thứ hai là Visa không, thứ ba là ngân hàng, kế tiếp là mua item, kế tiếp nữa là Bimbo, cuối cùng là thẻ nội địa. Qua mình một hồi sau mình sẽ hướng dẫn bạn nạp ví Ascom nha bạn. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn ba phương thức này trước: thẻ cào, Bimbo hay là điện ngân hàng. Còn mua item này á thì cái này chỉ dành cho VIP thôi nha các bạn, là bạn nạp qua admin á thì mới có thể nhận được item này. Thì giờ hướng dẫn bạn nạp thẻ cào nha các bạn. Bạn tiến hành chọn thẻ cào, có ba loại thẻ cào là Ascom, Vcom và Ascom Vcom và Ascom Voucher. Ascom Voucher này các bạn nạp qua những cái điểm như là Trung Dũng, Bảo Na này các bạn, thì bạn sẽ nhận được cái Ascom Voucher thì các bạn. Thì mình sẽ hướng dẫn bạn từng phương thức, thì hai này ý như nhau các bạn. Ví dụ như dọn Ascom nha các bạn, các bạn nhập sang ghi nhập mã thẻ, nhưng mà tôi không phải người máy, và nhấn vào nạp thì tỷ lệ quy đổi là 10 đồng được 4 ngọc hơi mắc nhé các bạn. Như vậy và bạn nạp 10.000 đồng thì sẽ nhận được phần quà nạp đầu 1 ngọc. Nạp 100.000 đồng mới như nạp 80.000 đồng nhé bạn là nhận được phần quà 30 ngọc. Còn 98 ngọc thì các bạn phải nạp là 250 đó bạn, 250 mới được 100 ngọc. Đó, mắc quá. Rồi mắc. Cái tiếp nữa là mình hướng dẫn bạn nạp bằng ngân hàng. Bạn tiến hành chọn số tiền nạp. Tiến hành các bạn có thể chọn bất kỳ ngân hàng nào cũng được, các bạn cũng chuyển khoản về số tài khoản này nha bạn. Kiểm tra lại công ty cổ phần dịch vụ với xe di động, số tiền là 100.000 như số tiền nãy mình chọn các bạn. Nội dung chuyển khoản các bạn phải ghi giống như này. Các bạn lưu ý là vui lòng chọn chuyển khoản nhanh 24 trên 7, và bạn phải ghi đúng nội dung chuyển khoản để giao dịch được xử lý nhanh nhất, người nạp trả phí chuyển khoản nha các bạn. Là trường hợp số tiền chỉ không đúng mệnh giá, số tiền chỉ sẽ được nạp vào quỹ đất con, giao dịch nạp có thể hoàn tất trong vài phút. Bạn vui lòng kiểm tra kết quả trong giao dịch lịch sử nạp, nếu như có lỗi thì bạn liên hệ tổng đài 1900 1104 nha bạn. Cái tiếp nữa là mình hướng dẫn bạn nạp bằng PayPal. Chọn cho mình số tiền nạp, qua bạn nhấn vào PayPal thì lập tức nó sẽ chuyển đến trang PayPal và tiến hành thanh toán thôi nha bạn. Cái tiếp nữa là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nạp bằng thẻ nội địa. Chọn cho mình số tiền nạp, nhấn vào nạp, chọn cái ngân hàng hoặc là Viettel, VTC Bank. Sau đó thì nhập số thẻ, họ tên chủ thẻ, ngày hiệu lực và nhấn tiếp tục nha các bạn. Sau đó thì nó sẽ được cộng thẳng vào. Thì các bạn sẽ được cộng vào game. Cái tiếp nữa là mình hướng dẫn bạn nạp quý nha các bạn. Các bạn nạp quý nha các bạn, mà quý mình không có nên là bạn nạp, nhấn vào nạp quý để tiến hành nạp. Các bạn cũng nạp tương tự thẻ cào, ngân hàng, PayPal, thẻ nội địa, thẻ quốc tế.
thì máy này hướng dẫn rồi, còn có tin nhắn và TWTC Pay chưa hướng dẫn các bạn. Mình dùng hướng dẫn nạp bằng tin nhắn nha bạn. Chọn mạng Viettel hoặc là MobiFone. Bạn tiến hành chọn game. Ví dụ như game đăng ký định kỳ đi. Thì bạn tiến hành nạp game này. Chọn tên theo cú pháp ở nhóm là nạp nhanh. Thì dịch vụ chỉ áp dụng cho thuê bao trả trước thôi các bạn. Thì mỗi thuê bao Viettel nạp tối đa 2 triệu đồng một giao dịch, một Viettel FS. Mỗi đầu thuê bản game nhận được nạp tiền từ nhiều thuê bao khác nhau và không giới hạn. Để bạn kế tiếp nữa là hướng dẫn bạn nạp WTC Pay nha bạn. Nếu mà nạp còn MobiFone thì làm tương tự, các bạn tiến hành đăng nhập và vào đó để thanh toán. Cái tiếp nữa là mình hướng dẫn bạn nạp, rất là nạp nhanh lắm nha bạn. Rồi nạp nhanh không có. Còn cái mua item này nữa bạn, các bạn phải có item mới được, tức là số dư tiền đó bạn. Thì sau khi bạn nạp thành công thì các bạn tiến hành quay trở về game nha bạn. Thì ngọc nó sẽ cầm hẳn vào đây. Những quà khác thì nó còn hẳn vào hư, quà gỡ vào hư và còn hẳn vào túi. Còn qua lần đầu thì bạn nhấn vào và nhấn vào nhận nha bạn. Ok, thì như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho bạn cái nạp nhanh chóng, an toàn, chi tiết và hiệu quả nhất đối với cái tựa này. Thì chúc các bạn nạp thành công và chơi game vui vẻ. Đừng quên like hôm nay nha bạn, hay và chia sẻ cho bạn còn biết với nha. Cũng đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ nha. Còn xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn ở những cái video tiếp theo. Bye bye.